đề tăng Bồ Tát Bổn Nguyện. Theo đó công nghiệp, theo đó như lúc sự bối hết 11. Theo đó ngài cho Bồ Tát Ma Ha Tát nương quy hằng của Đức Phật, để cho ngài đứng dậy với chúng ta và cùng Đức Phật càng và Đức Thế Tôn. Con xét chúng sinh trong một đạo, phát sanh mình sự bối hết có nhiều phát nạn của người hướng quý trong một đạo, chúng hướng quý trong mười đời, mà đến hướng quý đây lấy trong mười nghìn đời, như sự ấy ta làm sự thấy của sinh thái thông dị cho. Lúc ấy là Phật của ngài cho Bồ Tát ngài, ta này, nay ta ở trong lời chúng hỏi cũng về đó lại này mà giảng về sự sánh công đức trân trọng của việc bố thí ở trong nhiều bồ đề. Không phải lúc người ta sẽ bị âm mà nói nghe theo thấy bạch Phật chính con người ấy con xin muốn nghe hay là Phật có nghe được trong bồ tát cho nên sao trong cái bồ đề có cái vị quốc vương hàng tới cũng rất lớn hàng đại chứng giả hàng đại sắc là hàng đại bà la môn hãy gặp những kẻ nghèo túng cái tật nguyện cam ngộng cái tức nghe mùi quán cái bánh hàng xung phế xung bậc an toàn như thế nếu là những nếu các vị bất vương đó muốn bố thí nếu phải nói tâm từ bi lớn thì có là vui vẻ tự hào mình thì tay mình đem cố gắng bố thí cho những người đó và có người khác đem cho và lại dùng lại ông hòa dịu dàng ăn ủi nhưng vị bất vương này hàng đó đã vượt lại và có là chúng nó cũng nhiều cho một trăm hàng sau cho bậc bảy là sao thế vị bất vương này hàng đó vì ta làm sao bởi vì quân đại hạnh nó có tâm đại từ bi đối với cái bậc cầu cùng lại có lòng vui vẻ tự hào mình để ta mình đang cố gắng bố thí vì thế nên công đức người vì thế nên động chúng lành để nó có như thế này trong trăm nghìn đời đầy đủ những đồ hắc bảo cho đến những đồ hắc bảo cũng là những hứa đi họ dùng đi phục vụ ăn lại mình nói này để làm sao trong làm sao có biểu quân cho đến hàng bà la môn gặp chùa hát hòa Phật hay hình tượng Phật chính là về một tác hành văn hay bích chi Phật thì mình hay là sửa sang một bố thí cúng dường hạ biểu vô nó đặng trong ba kiếp rồi trời để hết hay là phải đem phút hạ biểu vô nó hay đem công đức vâng là bố thí mà hướng dắt các chúng sanh trong pháp giới hạ biểu vô nó trong mười kiếp hoặc là bị hoặc được làm hoặc được sanh làm vị trời đại phật hiên vương lại mình nói này này để trong một tác trong này sanh có biểu quân như thế mà nó mong gặp chỗ hát được của đức phật có sơ hở quá khứ và là kinh điển hiện tượng bị hư sập bất giả hiện có hai cái tâm trong bỏ lại biểu quân đó là tụi mình tụi mình đánh hơn sửa sang hoặc khiến hóa người khác nhìn chung có thấy và khiến hai được và khiến hai trong người khác cùng chung có hết cũng dường biểu quân đó trong mình đời là vô chuyển lưng còn những người cùng chung là bị bố thí đó trong mình đời là vô cái nước nhỏ nên là khai nói trước chùa tháp đem công đức mà nói trước về là vô hận thời biểu quân đó cho nên tất cả mọi người đều sanh Phật cả bởi bao bấy công đức mà vô biên đại bình nói này để thầy mà tác trong lần sau như có cái biểu quân cái này mà mong gặp những người dễ tật bệnh cho đến kết quả nó sinh đẻ nếu chúng dùng khoảng một niệm chúng dùng khoảng một niệm có thể là bất lòng thừa lớn đem hút mang công đức dùng chiếu bố thí cho tất cả những cái ấy bố thí rất không phải như vậy nó được trong trong kiếp hành là một trời thanh cơ trong hành kiếp hành là vô sống trời có dục cho đến trong mình này cho đến không không còn đạo bảo đạo nữa cho đến trong mình này con ta không phải nghe đến tính khổ không là nó có sanh vật cả trong một trăm kiếp hoặc là vô trạch tình cơ trong hai kiếp hoặc là vô số tình trạch có dục không còn số tình đạo bác đâu nữa chúng đến trong người này nó sẽ không hoàn nghĩa đến tiếng khổ nó có sàn vật đạo làm nữa này tâm tách trong trong bước quân và làm sao các bước quân và bà la môn chắc có hai bước nó có thể làm những việc như thế hãy đảm bảo lực bất lành nhưng mà đem với đứa đầu hỏi đầu bà đề hãy không lượng là nhiều ít có sàn vật cả không cao như qua chợ phong quân chạy hết một chân lưng vì thế nên con hát cái con xanh này hay bác nào đó. Vì thế nên này là tại vì thế nên kiến thức cái con xanh này bắt đầu như thế này là tại vì thế nên con hát cái con xanh này bắt đầu như thế là nữa này tại vì con xanh có cái như có người nam cái nữ nào ở trong ở này Phật pháp nếu như nếu hai dân chút ít gặp bất lành thì mình cái lông sẽ tóc một cái phế bụi với đất người đã sân họ có lẽ người đã sân họ không phải ví dụ thế nào cho được
Lâu nữa để cho mình thấy cho mình xem có người, cái nam người nữ nào. Hành tận Phật, hành tận Bồ Tát, hành tận Bất Chi Phật, hành tận Bồ Chứng Lân. Và hai bốn cái bốn đường. Hãy thấy rằng quân lực bất lành, hẳn ớt, có dài của người, hoa thư quân thắng với chịu. Nhưng có hai đem có, nhưng hai đem có nước đó, hẳn chúng ta cho pháp giới. Chúng ta cho pháp giới hại. Với lại đó không phải như bạn thế nào cho được. Đại bạn hỏi này đi. Thì ta phải cho sao có các vị, cái hình nam, người nữ nào gặp cái nữ này, gặp chùa hát. Ngọc Thiên Lý Đà Hừa một nghe một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ăn cầm trân trọng cung kính cúng dường cung kính nghe khen ô hay cúng dường hãy được quả báo lượng vô biên nếu có hai nhất nếu có hai đem phước đức đó hướng đạo bồ đề à, nếu có hai đem phước đức đó hướng cho tất cả chúng sinh pháp giới hãy có đường hãy có đường của người đó không phải ví dụ thế nào cho được. Lại mình nữa này là một cách cho mình sẽ có cái nam người nữ nào gặp chùa hát cái này là hay cái này là hờ nếu là kinh hát mới hay chiêm ngưỡng lại lại ngày khen bói cúng dường nếu gặp kinh hát cũ hay phát tâm tu bổ và tụi mình phát tâm làm hoặc cái người khác cũng là phát tâm những người là phát tâm ra trong 30 đời là vô cái rất nhỏ còn bên đây về chánh đó là vô cái vô chuyển lưng là dùng pháp hành mà giống một cái đất nhỏ vì thế nên người này thầm mà thác lại bài nữa để tôi thấy làm sao có các vị có những kẻ có người hiện nam cùng với nữ nào có hay làm chút được có hay làm chút bất lành ở này có bất lành cho Phật pháp. Hoặc hay không dường hoặc tu bổ chùa hát hoặc sửa sang kinh điển cho đến chừng mình sẽ long một cái bụi học cát giọt nước nếu có hay những sự là như thế còn mình là nhiều hay ít chứ hay đem mà hướng cho các tất cả các cái chúng sanh. Thầy không biết có những người đó không phải ví dụ thầy có biết có những người đó đến họ từ vô hắn quay diệu thầy cũng biết có những người đó trong trong người đảng họ sẽ vui hưởng hắn quay diệu trong trong người đảng họ sẽ vui hưởng diệu còn như chỉ hồi hướng cho người trong không biết trong nhà và tụi mình là được lát thôi được lát thôi ở trong ba đời của họ sẽ là hướng quá vô trong ba đời có là một phần sẽ lành hãy đang quá tốt hãy được hưởng một hãy đang hưởng báo tốt một phần trời hơn để cho mình thấy những nhân viên công đức cô sẽ có thấy như thế đó. Om ha 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 Om Sam Mô Đi So Ha Ha